Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đang thi công 5 trên 5 gói thầu xây lắp, đạt 78,65% giá trị hợp đồng. Các gói thầu thi công đường dẫn vào cầu phía bờ Tiền Giang và cọc khoan nhồi bệ khách trụ nhịp chính Dê Văn từ trụ T14, T17 đã hoàn thành. Gói thầu thi công cầu dẫn phía bờ Vĩnh Long dự kiến hoàn thành ngày 30 tháng 5. Riêng gói thầu đang thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính Dê Văn cùng các hạng mục kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng dự kiến hoàn thành 31 tháng 12. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công từ tháng 2 năm 2020, có tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Đây là cầu Dê Văn lớn nhất hoàn toàn do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Cầu có tổng chiều dài 6,61 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,9 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đường dẫn hai đầu cầu là 4,7 km, phần thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang dài 4,3 km và phía Vĩnh Long dài 0,4 km. Nhà thầu Trung Nam chia sẻ, hiện công trường tập trung hàng trăm công nhân thi công 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Dự kiến đầu tháng 9 sẽ hợp long hai nhịp biên, tháng 11 hợp long nhịp chính và hoàn thành dự án vào cuối năm để phục vụ người dân đồng bằng sông Cửu Long đi lại thuận tiện.